cho bạn. Thì có một bạn sử dụng phần mềm Auto Marketplace có nhắn tin hỏi nhất là em xét trang sức và phụ kiện, tức là lựa chọn cái danh mục là phụ kiện mà khi đang thành công thì nó lại toàn là thiết bị không à. Đó. Thì tại sao nó lại dẫn đến cái tình trạng này? Thì bởi vì Facebook nó đang sử dụng cái cơ chế AI, đúng không ạ? Nó sẽ quét cái tấm hình. Nếu như cái tấm hình mà nó xác định là cái danh mục này thì nó sẽ tự động xếp vào cái danh mục đấy. Thì để demo cho các bạn thấy cái điều này thì xin mời các bạn xem video này. Đầu tiên thì chúng ta khởi động cái phần mềm lên, đúng không ạ? Phần mềm Auto Marketplace lên. Đó. Thì ở đây nhất sẽ tiến hành đăng một cái sản phẩm là túi sách đi, đúng không ạ? Đây, demo cho các bạn thấy thôi, đúng không ạ? Đây thì tôi sẽ để là bán nhà đi, đúng không ạ? Và bây giờ tôi sẽ lựa chọn cái thư mục hình ảnh. Thì ở đây tôi sẽ lựa chọn cái thư mục là túi sách này, đúng không ạ? Đấy, đăng 11 copy, đúng không ạ? Cái thư mục đăng 11 copy. Rồi. Đấy, đăng 11 copy đây. Rồi, ok, đây là rõ ràng là túi sách, đúng không ạ? Rõ ràng là túi sách đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ lựa chọn một rồi tiếp đến thì tôi sẽ lựa chọn một cái vị trí. Rồi, sáng vào đây. Lưu ý là để có thể đăng được thành công thì các bạn lên lấy lại cái vị trí nhá. Cái vị trí này chỉ là vị trí gợi ý thôi. Rồi, có thể ghi là túi sách. Đây. Rồi ngăn cách với dấu gạch đứng. Ok, vậy đây. Rồi bây giờ thêm một cái tài khoản vào. Ok, như thế này là cái tài khoản của chúng ta không thành công nhá. Thì nhất có thể xóa đi, làm lại này. Ok, khởi động phần mềm lại và lấy lại cookie, đúng không ạ? Đây này, cookie. Ok. Network, đúng không ạ? Rồi lựa chọn một cái dòng để lấy cookie. Rồi, copy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm tài khoản vào, click này, đúng không ạ? Rồi click vào cái cookie mà chúng ta vừa mới lấy. Đấy, nó đăng như thế này là thành công rồi, nó hiển thị như thế này là thành công. Rồi bây giờ thì nhất sẽ 60 giây, đúng không ạ? Đăng 5 bài để cho các bạn thấy. Đây, rõ ràng là chúng ta lựa chọn danh mục nhá. Thì Facebook nó rất là thông minh, đúng không ạ? Nó sẽ, cái con AI của Facebook nó sẽ tự xếp cái sản phẩm chúng ta vào đúng danh mục. Thì có những cái sản phẩm thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ bị lầm tưởng, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn này, đúng không ạ? Giống như là bạn này là đăng trang sức phụ kiện mà nó lại đăng lên thiết bị thì nó lầm tưởng, đúng không? Facebook nó rất thông minh thì nó cũng rất là ngu đấy, nên nó đang bị nhầm là chuyện bình thường. Ở đây thì rõ ràng là nhất chọn cái danh mục là bán nhà nhá, đúng không ạ? Mà cái sản phẩm của nhất đây, các bạn có thể thấy cái đường link này, đăng một copy để mua bài đăng, đúng không ạ? Thì đây, đây nhất sẽ bật cái demo bài đăng lên, đúng không? Demo bài đăng này. Đấy, rõ ràng đây là túi sách. Rồi bây giờ nhất sẽ tiến hành đăng nhé. Rồi xem lại một chút này. Rồi, ok, rồi tiến hành đăng này.
Đấy, 60 giây một bài đúng không ạ? Đó. Thành công là điều chắc chắn rồi bởi vì nhập thông tin chính xác đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì Nhất sẽ tiến hành kiểm tra đúng không? Kiểm tra này. Đó. Ok. Bài này thì nó đang được xét duyệt. Thì chờ một chút đúng không ạ? Chờ một chút để Nhất lấy bài khác. Đấy nhá, rõ ràng nhá. Rõ ràng là để cái danh mục là bán nhà nhá. Đó, để mình chờ thử xem. Bài này thì nó đang xét duyệt. Đấy. Không phải là đăng hết lên là được đâu, nó phải xem xét. Đúng không ạ? Đấy, cái thẻ này nó là như thế này này, đúng không ạ? Nó hiển thị như này. Giờ sẽ copy cái bài thứ hai này. Rồi, dán lại vào đây. Rồi, enter. Bài này cũng đang được xét duyệt. Sao các bạn thấy không ạ? Này, đồ may mặc, túi sách và ví nữ thì tự động nó sẽ xếp cho chúng ta cái danh mục này. Mà rõ ràng ở đây chúng ta xét là bán nhà. Đấy. Thì có phải là do con Facebook nó xét duyệt không ạ? Chứ đâu phải lỗi do phần mềm đâu, đúng không ạ? Đấy, rõ ràng nhé. Các bạn xem danh mục đây, đúng không ạ? Và đây, nó sẽ tự động xếp vào đây. Nhiều cái thì nó sẽ bị xếp nhầm là chuyện bình thường, đúng không ạ? Con AI Facebook nó đang học tập mà. Ok, như vậy là Nhất đã giải đáp cho các bạn cái thắc mắc là đăng danh mục ở trên phần mềm một kiểu mà khi mà đăng thành công rồi thì ở trên Facebook nó lại ra kiểu khác, đúng không ạ? Ok, xin chào các bạn.